Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Chào và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ bật mí cho tất cả các bạn một cái mà bất kể các tuyển thủ chuyên nghiệp hay tất cả những người pro võ cá không bao giờ chia sẻ cho tất cả các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ bóc trần sự thật của vị tướng võ cá với một build mà không một vị tướng nào trong liên quân mobile có thể lên được. Đó chính là kết hợp giữa kiếm phá nghĩa và đao trí hồn các bạn nhé. Đao trí hồn là cái đao hút máu ấy. Đấy, thì trong liên quân mobile thì võ cá là một vị tướng khi có thể kết hợp được hai build đổ lại mà có thể quẹt một lần 3-4 người và tính phân trăm máu của kiếm pha nia và đao truy hồn được cộng lại với nhau các bạn nhé. Đây là một vị tướng duy nhất của liên quân mobile mà có thể sử dụng được, đó là khi lên ngửa các bạn nhé. Khi các bạn lên ngửa lên hai build đấy thì nó cực kỳ mạnh, mỗi lần quẹt thì nó bà cháy luôn các bạn nhé. Để kiểm chứng cho cái điều đấy thì mình sẽ lên build đấy cho tất cả các bạn chơi. Clip này thì mình sẽ bóc mẻ, và sorry những bạn nào bet Volca mà mình bị chia sẻ cái bí kíp này thì thông cảm các bạn nhé, vì mình rất yêu quý các bạn khán giả mơ xưa. Rồi ok, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ vẫn lên view Leviathan như thường lệ thôi, chắc chắn rồi. Volca là một vị tướng mình sẽ nói về tổng quát là một chút. Đây là một vị tướng gọi là tiên phong, tại vì sao lại xuất hiện trong các giải đấu của đấu trường danh vọng, bởi vì nó quá hiệu quả. Đây là một cái pha minh chứng. Ở cái bùi đường rông này, ở khu vực này thì nay có cái bùi này rất lợi thế cho các vị tướng sát thủ nắp bùi. Đây mình sẽ dùng chiêu 2 vào Anate và lao vào quẹt cho 1 và kích hoạt chiêu 3 luôn. Đấy là combo cơ bản của vị tướng bó cá các bạn nhé. Rồi mình sẽ zone đang ngủ không. Tiếp theo sẽ là cái thằng này. Rồi chiêu 2 vào, bay vào, ngon quá. Tiếp chiêu 2 Anate, trời xịt cái pha đấy anh em ơi. Đấy, bó cá là một vị tướng nó đánh tiến phong rất là tốt, và nó chỉ kiểu phù hợp với một đội hình khi Volca xuất ngựa thì đồng đội sẽ lao lên đánh. Tại vì sao như vậy? Volca là một vị tướng đánh dài hơi không tốt các bạn nhé. Nó chỉ là một vị tướng kiểu một khi đã can quét thì giống như là như lù như bảo luôn các bạn nhé, như vù bảo luôn, là đồng đội của tất cả các bạn sẽ lao lên. Volca sẽ chống chịu toàn bộ sát thương chủ lực của team địch trong vòng 8 giây. Trong vòng 8 giây nếu các bạn xuống ngửa thành công các bạn nhé. Đó là mình nói thành công. Chứ không như nhiều khi các bạn tắt thở trong 3 giây. Tùy thuộc các bạn phải biết cắn sát thương mà xuống ngửa đấy các bạn ạ. Đấy, cho nên Volca xuất hiện trong một trận đấu thì nó sẽ phù hợp với những đội hình can lướt và tấn công, như có những vị tướng như Lư Bố đấy, nó can quét này, team mình đấy. Và đặc biệt rằng Volca nó rất là tốt với các đội hình xạ thủ, nó có công kiểu giống như cái thằng xạ thủ mới ấy, có thể tạo một cái bàn đạp, một cái lá chắn để cho xạ thủ mới của mình gây sát thương và team địch không có một thằng nào vào cả, bởi vì mình là một người tiến phong và sát thương rồi. Cách combo của Volca khá đơn giản, bắt buộc tối thiểu các bạn bắt buộc phải dùng chúng cho mình chiêu 2. Chiêu 2 là cái lượng sát thương gọi là to nhất của Volca rồi, đó là không tính vào cái sát thương chiêu 3. Bắt buộc các bạn sẽ phải dính chiêu 2. Khi các bạn dính chiêu 2, các bạn tải cái quạt bay vào, các bạn sẽ đánh thương một cái sóng quẹt cho mình chiêu 1 nhé. Thường các bạn sẽ bị mắc một cái lỗi là các bạn dùng chiêu 2 tải cái quạt bay vào dùng chiêu 1 luôn. Không, các bạn phải đánh thương cho mình một cái để kích hoạt lượng sát thương. Sau đó các bạn sẽ kích hoạt chiêu 1 để gây choáng, và lúc đó các bạn sẽ lên ngựa và quẹt đánh thương. Và khi tí nữa mình kết hợp 20 đô là kiểm phan nia và đao trí hồn thì dồi ôi, mình quẹt thằng tánh thì nó đau. Đấy, rồi, ok, phí ngửa cái pha này. Ui dồi, thằng AT. Rồi, mình chơi cái pha này luôn. Chơi thích classic luôn, thằng ngổ không đâu rồi. Thôi, mình quẹt 3-4 thằng đi. Tôi hiện tại chưa có kiếm pha nia rồi. Nó thật các bạn, chỉ cần có, ôi, mình hết. Rồi, thôi, cái pha này luôn. Chỉ cần ngồi kiếm pha nia với đao trí hồn cái pha này, mình quẹt 3-4 thằng một lúc thì mình nói thật các bạn nhé. Cái phá đấy mình khả năng mình quẹt kết cả 4 thằng luôn các bạn ạ. Tiếc là hiện tại đây là cái giai đoạn đầu game, mình chưa có được 2 video đấy. Đấy, cho nên đây là một cái chia sẻ gọi là bật mí cho tất cả anh em chơi Volca. Anh em xem xong clip này, anh em đã áp dụng cho mình 2 video này đi. Đây chỉ là một vị tướng duy nhất có thể kết hợp được 2 video đấy mà cực mạnh các bạn nhé. À, chỉ lên ngửa mới được các bạn nhé. Chỉ lên ngửa quẹt các bạn mới được cổng zone thôi. Chứ ví dụ bình thường như này thì không đâu các bạn nhé. Không có vị tướng nào được như vậy đâu. Chứ nó Volca. Cho nên là các bạn thử xem clip này. Các bạn đi ra, xong các bạn chơi. Chơi xong các bạn quay lại.
rồi các bạn có cảm ơn Cường Lao hay không thì mình không cần biết, nhưng bởi vì mình dạo dư mình thấy clip mình rất tâm huyết mà không thấy một cái cố comment nào cả anh em ạ. Các bạn thậm chí like, các bạn tích vào like các bạn cũng không like, cũng buồn là buồn mau cái chỗ đấy đó các bạn ạ. Nhưng không sao, Cường Lao vẫn nhiệt huyết và có những cái mới mẻ thì Cường Lao sẽ luôn chia sẻ cho anh em thôi. Đấy, mình một người nó cũng là kiểu vui vẻ hoa đồng á các bạn, chứ có cái nào để đâu. Cho dù các bạn xem xong các bạn phùi cái đít một phát các bạn đi, mình vẫn có thể là chia sẻ anh em hết sức thôi. Nhưng mà hy vọng clip này, nếu các bạn thấy những cái mẹo Cường Lao hay thì hãy để lại cho mình một cái nút nào tích cực. Rồi, mình sẽ chuyến sâu về võ ca một chút, về cái lối chơi và cái lối ra vào của nó. Võ ca là một vị tướng, nói chung là để mà nói các bạn nhá, combat tầm 3 vị tướng đổ về thì nó là bất tử rồi. Để mà combat lẻ đơn lẻ thì là quá mạnh, bởi vì 2-3 vị tướng không thể nào dồn vó cá chết ở trên ngựa được. Vó cá nó chỉ sờ một cái thôi là bay vào nắm thăng, mà các bạn bị ăn choáng là các bạn chết, là không xuống ngựa được. Cho nên chúng ta sẽ hạn chế cầm vó cá bay vào nắm vị tướng, mà các bạn sẽ bị ăn choáng nhiều thì các bạn sẽ chết. Cho nên hạn chế cái điều đấy nhá. Còn thực sự để mà nói mạnh nhất của vó cá sẽ là combat 3 vị tướng trở xuống. Thì được như nào ạ? Thì chúng ta sẽ vận dụng tìm một cái điểm mạnh đấy. Chúng ta sẽ combat ở đâu game? 3. Mình sẽ combat 3 vị tướng đồ lại. Cứ ở đâu có combat lẻ 3 hoặc 2 vị tướng là các bạn cứ lao lên cho mình. Trúng chiêu 2 một phát các bạn phi vào, các bạn chơi luôn cho mình luôn. Các bạn không cần phải suy nghĩ là nó cái gì hết. Nhưng combat tổng 5 năm thì cái đó phải gọi là phải cẩn thận. Sẽ có hai cách đây. Cái pha này mình sẽ lao vào này. Đây lao vào luôn. Thằng ngủ không đâu rồi. Thằng ngủ chết rồi mình đấy. Thằng ngủ mình giết thằng ngủ nhá. Đây rồi. Rồi xuống ngựa bắt chiêu 2. Ôi giời, nó nẻ anh em ạ. À rồi. Cái gì thằng ngủ không? À, dính chiêu 2 mày chết này. Trời ơi, thằng này không biết cái đám vó cá của mình nó mạnh như nào anh em ạ. Thực sự dành cho bạn nào không biết nhá, cái đám to nhất của vó cá đó chính là cái combo 2-1 rồi. Combo 2-1 nó phải ngủn đến tầm 60% cái máu của thằng ngủ không, mình khẳng định luôn các bạn nhá. Rất là mạnh. Đấy. Thì thực sự là đấy, con đấy cái pha vừa rồi các bạn thấy chưa? Con mắt 4 người mà mình cảm giác như phí nó rất là bất tử các bạn nhé. Nó kiểu mạnh nhất là trong những trường hợp tiến phong. Đấy. Và vó cá phù hợp những đội hình, ví dụ như có các vị tướng can quét khác này, như Zuka này, hoặc hợp phù hợp với những vị tướng lao vào. Đấy. Và rồi cái pha này mình lao vào. Ôi giời, cái pha này không biết 3-4 thằng. Ôi 4 thằng sao ăn toảng. Ôi cái pha này mình bị thằng ngủ không được choáng hai phát là ra đi. Đấy các bạn nhá, pha này hơi ảo tưởng sức mạnh một chút. Rồi. Hợp phù hợp với những cái vị tướng can quét. Đấy, phù hợp với các vị tướng can quét các bạn nhá. Cực kỳ can quét thì nó sẽ phù hợp như là Zuka, lừa bố. Khi các bạn phi ngựa rồi thì các vị tướng ấy nó sẽ lao lên. Còn ADCP thì không cần phải vị tướng can quét, chỉ cần ADCP nó giữ vị trí bắn thì bất kỳ vị tướng nào nó sẽ cũng rất là hiệu quả. Đấy, thì chốt hạ clip này thì mình đã chia sẻ các bạn về một bí mật về build đồ. Một build đồ này của vó cá, các bạn hãy tranh thủ mà chơi đi, chứ không vài bữa nữa gái này nám mà nép thì nó sẽ rất là yếu. Rồi, hiện tại mình đã có nánh Pania rồi, thì chờ một chút, mình phá một chút nữa thì mình sẽ có cái đao truy hồn và mình sẽ cho anh em quét, cho anh em xem nó mạnh như thế nào nhá. Rồi, dính không? Rồi, không dính các bạn nhá. Rồi, phí ngửa cái phá này bị thằng Anatet rồi, cái phá này khá được. Rồi, lao lên. Thằng ngủ chết rồi, thằng Anatet thằng bao giờ sống được đâu. Để các bạn nó quẹt một phát nổ đau chứ các bạn, đau. Các bạn thì quẹt một phát đau. Chứa đâu, quẹt vào tanh cơ đau nửa các bạn ạ, phân trăm máu mà. Các bạn phải hiểu là phân trăm máu thì nó kinh gì như nào. Máu càng nhiều hoặc là tanh cơ càng nhiều thì quẹt nó càng đau các bạn nhé. Đấy. Rồi ok, từ từ. Chờ mình một chút để mình farm ăn những cái mục tiêu lớn mà mình sẽ cho các bạn thấy con bó cá nó quẹt đau đớn như thế nào các bạn nhé. Hy vọng nói chung cái viễn cảnh của mình đẹp nhất ấy. Rồi ok, mình đã có hai build đồ rồi, hai video kết hợp rồi. Cái viễn cảnh tốt nhất của mình thì mình sẽ hy vọng là bay vào quẹt được 3 thằng trở lên thì mình sẽ cho các bạn thấy được cái lượng máu nó tụt một cái và nhìn phê như con tê luôn. Đấy. Và các bạn hãy nhớ một khi các bạn phi ngựa ấy, hết cái phi ngựa ấy thì các bạn sẽ chỉ gọi là combo 2-1 cấu rìa thôi. Khi nào mà trúng chiêu 2 mà chắc chắn giết được một đối giết được vị tướng thì các bạn hẳng bay vào. Chứ còn không, các bạn bay vào mà không có cái chiêu 3 ấy, các bạn sẽ vó cá chả khác gì một con cơ thép cả. Đấy, hết combo xong chỉ biết đánh cháy thôi, con không bị sốc sát thương lại rất là nhanh. Đấy. Rồi ok nha, mình đang chơi một cái pha giao tranh này. Chơi một pha giao tranh thật đẹp nhá, một cái viễn cảnh là mình quăng chiêu 2 trúng một thằng ngủ không chẳng hạn. Mình sẽ bay vào nắm bị tường đấy, phi ngửa và mình quẹt trúng 3 đến 4 thằng rồi. Các bạn sẽ nhìn cái lượng máu của nó đẹp bái trường ạ. Thôi rồi, để mình sẽ cái thằng này bay. À đây bay. Sẽ cũng kịp các bạn ạ.
Rồi nó bay ở trên top rồi. Rồi cái pha này từ từ ăn tạm với bữa sáng và cái viễn cảnh nhá. Hy vọng cái pha này mình sẽ có một cái xá pha xử lý bay vào đẹp. Rồi combat rồi, khả năng của combat rồi. Thằng top mình khả năng ra đi không? Rồi thằng top ra đi, mình sẽ nấp bùi nhá. Viễn cảnh đẹp nhất là trúng chiêu 2 này. Trúng chiêu 2 mình sẽ phí ngựa này. Rồi đây bay vào phí ngựa. Các bạn hãy nhìn cái quẹt. Ôi quẹt phát tắc kia gần chết kìa. Đấy từ từ. Ôi rồi một quẹt một nhảy là đi luôn cái thằng đấy các bạn, nó mạnh cái kiểu gì các bạn ạ. Đó nó quẹt, nhưng mà quẹt sướng nhất là quẹt được 3 thằng, 4 thằng các bạn nhá. Đấy, rất là phê. Rồi, chúc anh em xem clip này và chơi Voka thật là tốt các bạn nhá. Và mình nghỉ clip để kết thúc rồi. Và các bạn hãy để lại cho mình một cái tích cực ở phía dưới phần comment nhá. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn những cái mèo hoặc những clip sau và tất cả các bạn ấy mai. Yeah, bye bye.